cả tay cả chân nhỉ. Đây cái đèn này. Okay. Để chạy cho anh cái khẩu trang. Em đeo cho anh khẩu trang. Dưới này em còn một nốt nữa này, cũng là xử lý nốt nhá. Đây hai nốt này, 1 2 này, 3 4 một nốt to. Chứ khi nào thì mình sẽ phải tê một tí em ạ, nhá. Tê nó hơi khó chịu một tí, chịu khó nhá. Ok, chịu khó tí xíu. Sao à? Nhẹ nhàng thôi, bởi vì một bạn giữ em là đang một bạn gái rất là nhẹ nhàng, rất là bé con đấy. Nó sẽ nhẹ nhàng thôi mà. Đó, chịu khó tí nhá. Xong rồi. Cái này nhiều quá. Thôi làm đi. Kẻ chịu đựng kém với em. Vâng. Bình thường chưa? Dạ. Bình thường chưa? Rồi anh ạ. Ôi giời. Của em nó sâu dưới chân lắm, mình phải tê một tí em ạ. Vâng. Yeah. Chứ khó tí. Xong rồi. Đau không? Hơi. Chỉ lúc đâm vào thôi. Ok. Trước tiên là mình phải xử lý cái phần mà ấy đã. Phần sưng và tổn thương. Em để này may em đi điều trị sớm nên không nó lan hết cả chân em luôn ấy. Vâng. Toàn bộ bàn chân của em đều bị. Bị rất là nhiều cái chân này. Em lại còn dùng chân này để em đập mà côn nữa. Hiểu không nhỉ? Nên là nó lại càng dễ. Trên này nó có mấy nốt nhỏ nữa đi kèm này. Không điều trị đi để nó sẽ càng ngày nó càng phát triển em ạ. Vâng. Đo chịu được đúng không? Chịu chân này cho. Này em đi mấy cả em tì đèo đến mức mà nó còn chảy máu ở trong mà nó hoại tử này. Hôm nọ đây em bị dao cắt đấy. Phía trong cơ, anh không nói là ở phía trên đâu. Vâng vâng. Đấy hôm em lấy dao cắt nó chảy máu lên em thôi. Hoại tử bên trong này. Từng nút một này. Đây có nốt ở đây có nốt này. Đấy, cả một đám này đều là hạt cơm cả cái lòng bàn chân này. Lúc này gọi là bước xử lý đầu tiên này mình. À, đau anh ơi. Đúng rồi, hơi khó chịu. Rồi. Mm.